Tại sao? Tại vì tác giả của Vô Minh cho đến Lão Tử sầu than khổ ưu não, chẳng thể nắm bắt được. Xá Lợi Tử, bản tánh của cái không nội chốt giáo chẳng sanh, vì sao? Vì chẳng phải được tạo tác. Bản tánh của cái không ngoại, cái không nội ngoại, cái không không, cái không lớn, cái không thắng nghĩa, cái không hữu vi, cái không vô vi, cái không rốt ráo, cái không không biên giới, cái không tàn mạn, cái không không đổi khác, cái không bổn tánh, cái không tự tướng, cái không cộng tướng, cái không tất cả pháp, cái không chẳng thể nắm bắt được, cái không không tánh, cái không tự tánh, cái không không tánh tự tánh, rốt ráo chẳng sanh. Vì sao? Vì chẳng phải được tạo tác. Tại sao? Tại vì tác giả của cái không nội cho đến cái không không tánh tự tánh chẳng thể nắm bắt được. Xá Lợi Tử, bản tánh của Bồ Thí Ba La Mật Đa rốt ráo chẳng sanh. Vì sao? Vì chẳng phải được tạo tác. Bản tánh của Tịnh Giới, An Nhẫn, Tinh Tấn, Tịnh Lự, Bát Nhã, Ba La Mật Đa rốt ráo chẳng sanh. Vì sao? Vì chẳng phải được tạo tác. Tại sao? Tại vì tác giả của Bố Thí Ba La Mật Đa cho đến Bát Nhã Ba La Mật Đa chẳng thể nắm bắt được. Xá Lợi Tử, bản tánh của bốn tịnh lự rốt ráo chẳng sanh. Vì sao? Vì chẳng phải được tạo tác. Bản tánh của bốn vô lượng, bốn định vô sắc rốt ráo chẳng sanh. Vì sao? Vì chẳng phải được tạo tác. Tại sao? Tại vì tác giả của bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc chẳng thể nắm bắt được. Xá Lợi Tử, bản tánh của tám giải thoát rốt ráo chẳng sanh. Vì sao? Vì chẳng phải được tạo tác. Bản tánh của tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ rốt ráo chẳng sanh. Vì sao? Vì chẳng phải được tạo tác. Tại sao? Tại vì tác giả của tám giải thoát cho đến mười biến xứ chẳng thể nắm bắt được. Xá Lợi Tử, bản tánh của bốn niệm trụ rốt ráo chẳng sanh. Vì sao? Vì chẳng phải được tạo tác. Bản tánh của bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo rốt ráo chẳng sanh. Vì sao? Vì chẳng phải được tạo tác. Tại sao? Tại vì tác giả của bốn niệm trụ cho đến tám chi thánh đạo chẳng thể nắm bắt được. Xá Lợi Tử, bản tánh của pháp môn giải thoát không rốt ráo chẳng sanh. Vì sao? Vì chẳng phải được tạo tác. Bản tánh của pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện rốt ráo chẳng sanh. Vì sao? Vì chẳng phải được tạo tác. Tại sao? Tại vì tác giả của pháp môn giải thoát không, pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện chẳng thể nắm bắt được. Xá Lợi Tử, bản tánh của năm loại mắt rốt ráo chẳng sanh. Vì sao? Vì chẳng phải được tạo tác. Bản tánh của sáu phép thần thông rốt ráo chẳng sanh. Vì sao? Vì chẳng phải được tạo tác. Tại sao? Tại vì tác giả của năm loại mắt sáu phép thần thông chẳng thể nắm bắt được. Xá Lợi Tử, bản tánh của mười lực Phật rốt ráo chẳng sanh. Vì sao? Vì chẳng phải được tạo tác. Bản tánh của bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng rốt ráo chẳng sanh. Vì sao? Vì chẳng phải được tạo tác. Tại sao? Tại vì tác giả của mười lực Phật cho đến 18 pháp Phật bất cộng chẳng thể nắm bắt được. Xá Lợi Tử, bản tánh của trí nhất thiết rốt ráo chẳng sanh. Vì sao? Vì chẳng phải được tạo tác. Bản tánh của trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng rốt ráo chẳng sanh. Vì sao? Vì chẳng phải được tạo tác. Tại sao? Tại vì tác giả của trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng chẳng thể nắm bắt được. Xá Lợi Tử, bản tánh của pháp không quên mất rốt ráo chẳng sanh. Vì sao? Vì chẳng phải được tạo tác. Bản tánh của tánh luôn luôn xả rốt ráo chẳng sanh. Vì sao? Vì chẳng phải được tạo tác. Tại sao? Tại vì tác giả của pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả chẳng thể nắm bắt được. Xá Lợi Tử, bản tánh của tất cả pháp môn Đà La Ni rốt ráo chẳng sanh. Vì sao? Vì chẳng phải được tạo tác. Bản tánh của tất cả pháp môn Tam Ma Địa rốt ráo chẳng sanh. Vì sao? Vì chẳng phải được tạo tác. Tại sao? Tại vì tác giả của tất cả pháp môn Đà La Ni, tất cả pháp môn Tam Ma Địa chẳng thể nắm bắt được. Xá Lợi Tử, bản tánh của bậc cực hỷ rốt ráo chẳng sanh. Vì sao? Vì chẳng phải được tạo tác. Bản tánh của bậc ly cấu, bậc phát quang, bậc diệm tuệ, bậc cực nan thắng, bậc hiện tiền, bậc viễn hành, bậc bất động, bậc thiện tuệ, bậc pháp vân rốt ráo chẳng sanh. Vì sao? Vì chẳng phải được tạo tác. Tại sao? Tại vì tác giả của bậc cực hỷ cho đến bậc pháp vân chẳng thể nắm bắt được. Xá Lợi Tử, bản tánh của bậc phàm phu rốt ráo chẳng sanh. Vì sao? Vì chẳng phải được tạo tác. Bản tánh của bậc trùng tánh, bậc đệ bát, bậc cụ kiến, bậc bạc, bậc ly dục, bậc dĩ biện, bậc độc giác, bậc bồ tát, bậc như lai rốt ráo chẳng sanh. Vì sao? Vì chẳng phải được tạo tác. Tại sao? Tại vì tác giả của bậc phàm phu cho đến bậc như lai chẳng thể nắm bắt được.
Xá Lợi Tử, bản tánh của Thanh Văn Thừa rốt ráo chẳng sanh, vì sao? Vì chẳng phải được tạo tác. Bản tánh của Độc Giác Thừa, Đại Thừa rốt ráo chẳng sanh, vì sao? Vì chẳng phải được tạo tác. Tại sao? Tại vì tác giả của Thanh Văn Thừa, Độc Giác Thừa, Đại Thừa chẳng thể nắm bắt được. Xá Lợi Tử, do duyên cớ này nên tôi nói là sắc vân vân các pháp rốt ráo chẳng sanh. Lúc bấy giờ, cụ Thọ Thiện Hiện lại đáp lời Xá Lợi Tử như lời tôn giả đã hỏi: vì duyên cớ gì mà nói là nếu rốt ráo chẳng sanh thì chẳng gọi là sắc vân vân? Xá Lợi Tử: đúng vậy, đúng vậy, nếu rốt ráo chẳng sanh thì chẳng gọi là sắc vân vân. Vì sao? Xá Lợi Tử: vì bản tánh của sắc là không. Nếu bản tánh của pháp là không thì chẳng thể bày ra nào là sanh, nào là diệt, nào là trụ, nào là dị. Do duyên cớ này nên nếu là rốt ráo chẳng sanh thì chẳng thể gọi là sắc. Xá Lợi Tử: bản tánh của thọ tưởng hành thức là không. Nếu bản tánh của pháp là không thì chẳng thể bày ra nào là sanh, nào là diệt, nào là trụ, nào là dị. Do duyên cớ này nên nếu là rốt ráo chẳng sanh thì chẳng thể gọi là thọ tưởng hành thức. Xá Lợi Tử: bản tánh của nhãn xứ là không. Nếu bản tánh của pháp là không thì chẳng thể bày ra nào là sanh, nào là diệt, nào là trụ, nào là dị. Do duyên cớ này nên nếu là rốt ráo chẳng sanh thì chẳng thể gọi là nhãn xứ. Xá Lợi Tử: bản tánh của nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ là không. Nếu bản tánh của pháp là không thì chẳng thể bày ra nào là sanh, nào là diệt, nào là trụ, nào là dị. Do duyên cớ này nên nếu là rốt ráo chẳng sanh thì chẳng thể gọi là nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ. Xá Lợi Tử: bản tánh của sắc xứ là không. Nếu bản tánh của pháp là không thì chẳng thể bày ra nào là sanh, nào là diệt, nào là trụ, nào là dị. Do duyên cớ này nên nếu là rốt ráo chẳng sanh thì chẳng thể gọi là sắc xứ. Xá Lợi Tử: bản tánh của thanh hương vị xúc pháp xứ là không. Nếu bản tánh của pháp là không thì chẳng thể bày ra nào là sanh, nào là diệt, nào là trụ, nào là dị. Do duyên cớ này nên nếu là rốt ráo chẳng sanh thì chẳng thể gọi là thanh hương vị xúc pháp xứ. Xá Lợi Tử: bản tánh của nhãn giới là không. Nếu bản tánh của pháp là không thì chẳng thể bày ra nào là sanh, nào là diệt, nào là trụ, nào là dị. Do duyên cớ này nên nếu là rốt ráo chẳng sanh thì chẳng thể gọi là nhãn giới. Xá Lợi Tử: bản tánh của sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra là không. Nếu bản tánh của pháp là không thì chẳng thể bày ra nào là sanh, nào là diệt, nào là trụ, nào là dị. Do duyên cớ này nên nếu là rốt ráo chẳng sanh thì chẳng thể gọi là sắc giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra. Xá Lợi Tử: bản tánh của nhĩ giới là không. Nếu bản tánh của pháp là không thì chẳng thể bày ra nào là sanh, nào là diệt, nào là trụ, nào là dị. Do duyên cớ này nên nếu là rốt ráo chẳng sanh thì chẳng thể gọi là nhĩ giới. Xá Lợi Tử: bản tánh của thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc là